Trong năm 2022, các sở ngành chức năng của tỉnh tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, thực hiện tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ ngành địa phương, thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như ngân hàng, mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử, vân vân. Tài chính, viễn thông, điện nước, bắt đầu cung cấp định danh tài khoản định danh điện tử cho công dân sử dụng các dịch vụ tiện ích số kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai về chủ sử dụng đất và các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường khác thông tin liên quan đến công dân kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư